Cho nên người ta không có muốn nhắc tới. Nhắc tới là đau khổ. Nhưng mà đối với bậc giải thoát, bậc A-la-hán thì quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Nhưng mà không hiểu điều đó, nó lấy theo cái lẽ thường tình, nghĩ rằng là một người mẹ mà mất con đó, thì bây giờ nếu mà khơi dậy cái chuyện buồn quá khứ thì chắc có lẽ là người mẹ này sẽ đau khổ mà không có tu tập được, không có tu hành được. Cho nên ác ba nhắc cái bài kệ, nhưng mà không ngờ rằng gặp vị tỳ kheo này rồi lại là vị tỳ kheo mà có sự giải thoát. Cho nên ác ma bị thất bại. Thì đó là nội dung của cái bài kệ, nội dung của bài học ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta hãy nghe kết văn của bài học, và sau đó sẽ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân vị giảng sư hôm nay xin giảng bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sĩ Hoa Nguyệt. Bài 3 Kinh Kisagotami. Kisagotami xuất tăng, khi dĩ vãng không là ám ảnh, dẫn nhập theo thường tình thì quá khứ đau thương là vết thằn không ai muốn khơi lại, thậm chí sợ hãi khi nhắc đến. Nhưng với một người trỗi dậy từ khổ ải với tuệ giác thì quá khứ chỉ là quá khứ. Ác ma muốn làm một thánh ni xáo trộn nội tâm với việc nhắc lại biến cố bi lụy khi vị thánh ni còn là một thiếu phụ mà đứa con duy nhất đột tử. Câu trả lời của thánh ni giản dị: ái và vô minh không còn thì có gì để bận lòng, kể cả nỗi sợ hãi đối với ác ma giữa rừng sâu. Câu chuyện một lần nữa nói lên con đường thoát khổ mà Đức Phật truyền dạy trong ý nghĩa chân thật nhất. Kinh văn tại Sāvatthī. Vào buổi sáng, Tỳ Khuni Kisagotami đắp y, cầm bình bát và y kép, đi vào Sāvatthī. Khất thực, sau khi khất thực và thọ trai xong, vị ấy trên đường đi đến rừng An Thá để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào rừng, vị ấy tĩnh tọa dưới một gốc cây. Rồi ác ma muốn làm cho Tỳ Khuni Kisagotami sợ hốt hoảng kinh khiếp, rời xa thiền định, đã đi đến gần và nói lên kệ ngôn: sao con đã mất rồi, vẫn một mình nhuốm lệ, đơn thân vào rừng vắng, đang tìm nam nhân nào? Tỳ Khuni Kisagotami tự nghĩ: ai đã nói lên kệ ngôn này, người hay phi nhân? Tỳ Khuni Kisagotami xét thấy chính ác ma muốn khiến ta run sợ, hốt hoảng, kinh khiếp để từ bỏ thiền định, đã nói lên kệ ngôn. Tỳ Khuni Kisagotami biết được đấy là ác ma, liền nói kệ ngôn: qua rồi chuyện con chết, tìm đàn ông cũng không, ta không sầu không lụy, cũng chẳng sợ ngươi đâu. Chẳng hỷ tham chỗ nào, bóng tối đã xua tan, thắng ma quân tử thần, ta an trú vô lậu. Ác ma biết được Tỳ Khuni Kisagotami đã biết ta, phiền muộn và thất vọng biến mất ngay chỗ ấy. Thích văn: kim nút ta quầm Mataputta quá ê cá mà xí rút đằng mút khi, sao một mình rơi lệ khi như con chết? Wanamasagata eka, đơn độc giữa rừng, đơn độc vào giữa rừng. Purisham nú gá quê sát xì tí, đang đi tìm đàn ông. Achang tăng Mataput tăng hí, qua rồi chuyện con chết.
Purisa Etadantika chấm dứt chuyện tìm đàn ông. Naso cha mi naro đà mi chẳng buồn chẳng bi lụy. Na tằng phà già mi avuso này bạn ta cũng chẳng sợ ngươi. Sabbatha quý hát tà nành đi hỷ tham mọi chốn đã đoạn tận. Ta móc hồ pa đà li tồ bóng tối muôn trùng đã xua tan. Chê tòa na mát chú nô xê năng đã chiến thắng ma quân của tử thần. Quý há rà mi á nà xá hòa tí ta trú không lậu hoặc. Thích nghĩa sớ giải đề cập điều ác ma nói liên quan tới một quãng đời đầy nước mắt trước khi xuất gia của thánh ni Kisagotami, vốn là một phụ nữ có đứa con trai duy nhất chết vì bạo bệnh. Vị này ôm xác con đi nhiều nơi mong tìm một thần y cải tử hoàn sinh đứa con yêu quý của mình, nhưng vô vọng. Cuối cùng nàng tìm đến Đức Phật, được bậc đạo sư khai thị bằng lời dạy: nếu tìm được ít hạt cải trong nhà nào chưa từng có người thân chết thì sẽ cứu được hài nhi. Hột cải thì nhiều nhưng không ai chưa từng có người thân nhân chết. Nàng tỉnh ngộ, chôn xác con rồi xuất gia, khâu chứng thánh quả. Theo sớ giải hai câu: Achan tăng mát tắp bút tăng hí Purisa Etadantika, nên hiểu trong ý nghĩa liên đới, chẳng màng chuyện con cái nên chuyện tìm kiếm đàn ông cũng chẳng còn. Chuyển dịch biên soạn trình tỳ kheo Giác Đẳng. Và con đã đọc xong phần kinh văn, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Yeah, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đến ở trong phẩm cũng Tỳ Kheo Ni. Khi mà ác ma xuất hiện nói lời chiêu trọc vị thánh ni tên là Kisagotami. Cái câu chuyện được nhắc đến một vị thánh ni khi chưa xuất gia có tên gọi là Kisagotami. Có một người con, rồi tự nhiên một người con bị đột tử chết. Cho nên rất là chạy hớt ha hớt hải để tìm người để cứu. Chạy tìm hoài cũng không tìm ra. Cuối cùng thì nghe ta nói rằng ở nơi đó có bậc đạo sư, có Đức Thế Tôn, ngài có cái khả năng để cứu được. Khi nàng bỗng đứa con đến để cầu xin Đức Thế Tôn ngài cứu cái đứa con của mình, bởi vì cái tình thương mẫu tử đó rất là lớn. Và do vậy đó thì khi mà một đứa con mà bị mất thì thật sự là đau khổ, đau khổ lắm. Cho nên rằng với một cái tia hy vọng nào mà còn cứu con mình được
thì cứ việc cứu thôi. Khi mà nàng bồng con đến để mà quỳ trước chân Đức Phật để cầu xin Đức Phật cứu đó, thì Phật bảo rằng hãy nếu mà đi đến cái ngôi nhà, mỗi ngôi nhà xin hột cải, với điều kiện là hột cải đó là không có cái người chết. Nàng trong một cái cơn hoảng loạn, hay là trong một cái gọi là cái sự tột cùng của sự đau khổ đó. Cho nên giống như mình nói rằng cái gì mà tột cùng của sự đau khổ thì cái gì mình vớ được, mình bám được thì mình cứ bám thôi. Nghe cái Đức Phật nói là đi tìm cái hạt cải về sẽ cứu con nàng, cho nên là nàng cũng cố gắng để đi tìm. Hạt cải thì có đó, nhưng mà bảo rằng hạt cải mà trong một cái ngôi nhà mà không có người chết đó, thì cuối cùng nàng đi tìm hoài không ra. Nàng mới nhận ra một điều, đó là quả thật là trên cuộc đời này không ai sanh ra mà lại không chết. Sanh tử biệt ly thì cái gì đó là nó đương nhiên là như vậy. Nàng mới trở về, đó là đem xác con chôn xin với Phật xuất gia. Phật mới cho nàng đi theo các vị tỳ kheo đi để mà xuất gia, để xuất gia. Thì sau khi mà nàng xuất gia rồi đó, thì sau một thời gian nỗ lực thì nàng chứng quả trở thành một vị thánh ni, là một bậc ám thánh ni đó. Cho nên là khi Ma Vương mà biết được nàng sự hiện diện của nàng, làm cho nàng cái tâm của nàng một vị tỳ kheo ni này nó mê loạn, hoảng hốt và không thể thiền định được. Cho nên có những cái lời mà chiêu trọc, có nghĩa là cái câu nói rằng sau con đã mất rồi, dẫn một mình nhóm lệ đơn thân vào rừng vắng, đang tìm nam nhân nào. Thì đây là một trong những cái lời mà là dạ, đạo tràng chúng con đã không còn nghe tiếng nói của thượng tọa nữa, con kính thỉnh thượng tọa quay trở lại ạ. Nam mô Bụt Thầy nhé. Chiêu chọc rồi. Để là Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Hello. Quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn Đại Đức Thầy Tri. Dạ. Khi mà Ma Vương đã nói lên những lời đó, thì vị tỳ kheo ni tên là Kitsakotami mới nói là qua rồi, chuyện đã chết.
tìm đàn ông cũng không, ta không sầu không lụy, cũng chẳng sợ ngươi đâu, chẳng hỉ tham chỗ nào. Bóng tối đã xua tan, thắng ma quân tự thần, an trú, ta an trú vô lậu. Ở đây đó là khi mà mình nói đến cái đời sống luân hồi của chúng sanh, thì khi mà chúng sanh mà sở dĩ mà bị luân hồi nè, là vô minh, là do tham ái, do vô minh, do tham ái. Cho nên con người mình ở trong cái cảm thọ, ở trong cái cảm thọ một ngày, chúng ta thấy rằng là chúng ta sống trong cảm thọ hỷ nộ ái ố, ưa thích chán ghét, không ưa thích, vân vân. Đó là những cái biểu hiện của lòng tham ái, biểu hiện của sự sân hận, biểu hiện của lòng sân hận. Và thế là chúng ta cũng bị sự chi phối của phiền não. Thường đó là chúng ta thấy một điều, đó là cuộc đời này đó, từ khi mà bắt đầu chúng ta được chào đời, rồi một đứa trẻ đó, nó cũng có cái sự hỉ nộ ái ố của một đứa trẻ. Tức là nếu như mà nó không có bánh để nó ăn thì nó cũng buồn, cũng la, cũng ẹt. Rồi cho nó bánh thì nó được ăn, được buồn, được vui vẻ, vân vân. Cái gì mà theo ý muốn của nó thì nó sẽ vui, nhưng cái gì trái ý muốn của nó thì nó sẽ buồn, sẽ khóc. Đó là mình nói những đứa trẻ. Khi mà lớn lên thì lúc bấy giờ cái sự tham đắm nó lại thay đổi những cái trạng thái. Giống như đứa trẻ thì cái sự tham đắm của nó là bánh kẹo, cái sự ưa thích của nó là bánh kẹo, nhưng cũng là đứa trẻ đó. Nhưng mà sau này nó trưởng thành, nó lớn lên, nó trở thành một cái cô thanh, một cậu thanh niên, hay là một cô thiếu nữ rồi, tuổi lớn lên rồi, thì cái bánh kẹo đó, nó không phải là cái việc chính. Tham thích đối với bánh kẹo nó không phải là việc chính, mà bây giờ là tình yêu đôi lứa, nam nữ, vân vân. Họ thích như vậy, thích như vậy. Nhưng mà rồi đó là bước sang cái tuổi mà trung niên đó, thì bây giờ đó là, hay là lão niên đó, thì người ta không còn mặn mà, không còn nặng mệt nhọc hay nặng nặng lòng với cái tình yêu nam nữ nhiều nữa, mà bây giờ đó là người ta lại ưa thích một cái việc khác. Chẳng hạn như có người thì ưa thích như thế này, người thì đi thích câu cá, người thì thích đọc sách, người thì thích chăm kiểng, người thì thích xem báo, xem sách, vân vân. Tức là mỗi người có một cái thích khác nhau, và cái thích đó nó trở thành cái gắn bó cuộc đời của mình, và mình bị hệ lụy ở trong đó. Có một điều đó là ở đây đó, là khi mà chúng ta trong cái đời sống này đó, chúng ta hành động trong cái vô minh, hành động ở trong cái tham ái, chi phối bởi vô minh, chi phối bởi tham ái. Cho nên cái vô minh đó, nó làm cho mình không nhận thức ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là hệ lụy, cái gì là không hệ lụy. Chính vì vậy cho nên là chúng ta hành động ở trong cái vô minh, và cái bị chi phối nhất đó, là tham ái. Bởi vì người ta đó, có thể buồn hoặc là người ta có thể vui. Mình thì khi mà nói đến tham ái thì nó có nhiều cái hình thái, có nhiều cái tâm lý, và đối với cái tâm trạng của mỗi chúng sanh, ưa thích cho một cái gì đó. Một khi mà mình ưa thích thì mình đi tìm kiếm, mình đi tìm kiếm. Và Đức Phật ngày dạy cho chúng ta một điều, đó là vạn vật trên cuộc đời này nè, các pháp trên cuộc đời này nè, là cái đề tài mà Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải thường xuyên quán chiếu, đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã.
Bởi vì chúng ta nhìn lại trong cuộc đời này đó, cái mà chúng ta ưa nhất, cái vật mà chúng ta ưa thích nhất đó, thì cũng không bao giờ mà chúng ta giữ nó được lâu dài. Những cái gì mà xung quanh chúng ta gọi là những cái tài sản, chúng ta gọi là những cái vật mà chúng ta ưa thích nhất, khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời thì cũng không thể nào mà chúng ta đem đi được. Và cái gì nó cũng vậy, mới ban đầu thì nó mới, nó mới, nó đẹp. Rồi thời gian thì nó cũng sẽ cũ kỹ, thời gian nó cũng sẽ già nua, rồi thời gian nó cũng sẽ hư hoại. Đó là bản chất. Rồi con người cũng vậy. Chúng ta thương thích đối với người thân hiện hỏi trên cuộc đời này nè, thì cái tình thân mình nói trong cái cuộc đời này nè, là tình thân là cái tình rất là quan trọng. Cái tình thân, tình máu mủ ruột rà rất là quan trọng. Nhưng mà mình nói đó là nói ở trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta sanh ra trong cuộc đời này là đều có nhân duyên, có nhân duyên với nhau. Cho nên chúng ta làm anh em, làm thân bằng quyến thuộc, làm cái này cái kia, có cái mối tương giao với nhau, có những cái mối tương giao với nhau, thì mình phải nói là mình có cái duyên. Nhưng mà rồi đó là mỗi người có cái hành, có cái nghiệp riêng của mình. Và khi mà mình ra đi thì mình chỉ có nhận được cái nghiệp của mình thôi. Cái nghiệp đó là thiện hay là bất thiện, để rồi có cái quả khổ hay là quả lạc ở trong đời này. Sự thật ra là dù chúng ta là anh em, nhưng mà nếu như mà rồi là không có hành động chung, ta gọi là không có thuận dòng. Giống như nói anh em trong gia đình, một người tu, một người biết tu tập những cái điều thiện, rồi một người không biết tu tập điều thiện, sau khi hai người mệnh chung ấy, thì quả thật là đường ai cũng nấy đi, nghiệp ai nấy đi theo người đó thôi. Cho nên á, khi mà mình hành động á, thì quý vị thấy rằng á, là cái thương thích, cái ưa thích trong cuộc đời này, nó làm cho mình phải vương vấn, vương vấn. Lúc nhỏ rõ ràng là chúng ta nhờ cái ưa thích, nhờ cái tham thích, rồi nhờ cái hoài bão. Có thể đó là hoài bão tốt, tích cực, rồi có thể đó là những cái hoài bão không tốt, không tiêu cực cũng. Nhưng mà rồi người ta cũng có nhờ cái hoài bão, nhờ cái ước muốn đó mà người ta mới có thể nuôi nuôi cái hy vọng để rồi họ thực hiện thiện. Và khi mà họ thực hiện những điều này điều nọ, thí dụ như có người thì thích làm cái này, làm bác sĩ, làm kỹ sư, cho nên là người ta ráng học để trở thành bác sĩ, trở thành kỹ sư. Nhưng mà có người lại là thích một việc khác, thí dụ như không thích làm gì hết mà tìm cách để mưu mô chiếm đoạt người khác, thì người đó họ cũng đầu tư cái trí của họ vào trong đó, đầu tư cái cách này cách nọ để làm sao gọi là không cần phải làm nhiều mà chiếm đoạt tiền của người khác nhiều, chiếm đoạt tài sản của người khác nhiều. Thì cái đó cũng là một cái suy nghĩ. Cho nên ở đây đó cũng chính cái lòng tham, cũng chính cái lòng tham mà một người do cái lòng tham mà mình không nhận ra đó, thì nó có thể xui khiến mình làm tất cả nhiều thứ trong cuộc đời này. Và ở trên cuộc đời này thì mình thấy rồi, khi mà chúng ta đến với cuộc đời này, người đó là con mình, người đó là anh em của mình, là đó là phải nói là mình có cái nhân duyên, có nhân duyên mới làm anh em, mới làm cha con, mới làm mẹ con, vân vân. Nhưng mà rồi đó thì nghiệp ai cũng phải đi theo người đó, tức là người nào đi theo cái nghiệp của người đó. Khi mà mình nhắm mắt lìa đời trong cuộc đời này, thì mình nghiệp người nào thì người đó phải gánh lấy những cái nghiệp đó thôi. Như vậy thì ở đây đó, khi mà Đức Phật dạy rằng là ta đi theo nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bảo phân kết thành. Có nghĩa là chúng ta tạo cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện là do chúng ta tạo ra. Mà
cái gì để khiến cho chúng ta phải có cái sự đầu tư như vậy, cái sự ưu tư như vậy? Chính là do cái tham ái. Mà cái tham ái này đó là do cái động cơ, tức là do chúng ta không biết cái gì, tức là sự si mê, sự vô minh đó, mà chúng ta không biết là có những cái đúng, có những cái sai. Khi chúng ta đầu tư vào trong đó rồi, chúng ta có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này. Cho nên á, Đức Phật dạy mình á, là quán cái gì cũng nên quán vạn vật trên cuộc đời. Cái trường hợp của vị tỳ kheo ni Kisakotami này, khi mà chứng kiến con của mình mất như vậy, một cách đột tử, một cách bất ngờ như vậy, thì đó là nỗi khổ thống thiết. Mà trong cái nỗi khổ đó thường là những cái vết hằn, thường là những vết hằn mà người ta khó nguôi ngoai, khó nguôi ngoai. Nhưng mà khi mà vị tỳ kheo ni đã trực nhận ra một điều đó là quả thật là vạn vật trên cuộc đời này thì nó cũng chỉ là thời gian để trôi qua, và nó luôn luôn chịu cái sự vô thường, chịu sự vô thường. Cho nên là nếu mà mình nói một cách khác đó, chi tiết hơn đó, là chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta sanh ra, rồi chúng ta trong mỗi khoảnh khắc đó, chúng ta cũng đang tự chết dần. Tức là nói trong một cái nghĩa nào đó thì có nghĩa là thân và tâm của chúng ta cũng đang sanh diệt, đang sanh diệt. Vì đang sanh diệt đó là chịu cái sự vô thường mà nó biến đổi, nó thay đổi là như vậy. Cho nên là mình sống đời, mình sống non hay là mình chết trẻ đó, mình sống già hay là chết trẻ đó, thì phải nói một điều đó là do cái quốc của mỗi người. Nhưng mà rồi cũng phải đi đến cái đường đó, rồi cũng phải đi đến đường đó, tức là già rồi phải chết, rồi không chết bằng cách này thì chết bằng cách nọ, không chết bằng cách này không chết nọ, không chết trẻ thì sẽ chết già. Chúng ta quán vô thường như vậy, thấy vô thường biến đổi như vậy, cho nên là chúng ta phải tích cực, bởi vì thấy thời gian nó quá ngắn ngủi đi. Đến một lúc nào đó rồi đó thì mình không còn đủ cái khả năng để làm những cái gì mà mình gọi là những cái công đức, những cái thiện sự trong đời sống để trở thành cái hành trang cho chính mình nữa, thì rất là uổng, rất là uổng. Một người mà quán vô thường như vậy đó, cho nên là người ta phải tích cực, không bỏ qua với cái thời gian, không bỏ để luống phí với cái thời gian. Và thật sự là một ngày chúng ta sống có cái ý nghĩa. Như trong kinh Pháp Cú cũng là có một câu Pháp Cú mà Phật dạy, đó là nếu người sống trong năm không biết pháp sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày mà được rõ được biết. Tức là chỉ cần mình sống một ngày thôi, mà một ngày đó mình có cái ý nghĩa, sống có ý nghĩa và sống thật sự là chuyên tâm vào trong Phật pháp đó, cho cái đời sống của mình, thì thật sự là có cái lợi lạc rất là nhiều. Còn trong khi mình sống cả trăm năm mà mình không hiểu được cái đạo, mình không hiểu được đạo và mình không thực hành được giáo pháp của Phật, mình không thực hành được giáo pháp của Phật, thì vô hình chung á, mình lại tạo ra cái nghiệp bất thiện càng nhiều mà. Quý vị thấy không? Ngày mà mình chưa biết đạo á, thì mình sát sanh, mình làm những cái điều gì đó tội lỗi, mình vui nữa. Mình vui, rất là vui. Nhưng mà khi mà mình hiểu được đó, hiểu ở cái này là cái tội lỗi, nghiệp báo xấu xa, không tốt như vậy đó, thì mình thấy rằng mình ngán ngẩm. Mà cái người mà sống dài mà không hiểu được nhân quả, không hiểu được đạo để mà thực hành á, thì rõ ràng là họ tạo thêm nhiều, nếu họ sống dài họ tạo càng thêm nhiều cái nghiệp bất thiện không tốt. Như vậy thì quán, Đức Phật dạy mình quán vô thường đó, để mà mình thấy rằng cần kiếp nhanh chóng, để mà mình sống ngày nào có ý nghĩa, tức là mình tu tập, mình tạo những thiện nghiệp. Hơn nữa mình quán vô thường như vậy để mà mình thấy rằng
cái chấp đối với con người của mình nó lớn lắm, nhà nó lớn lắm, nó ở ngóc ngách ở khía cạnh liên quan đối với năm uẩn của mình, nó rất là nhiều, nó dàn trải khắp nơi ở trong ngũ uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn này, này, cái ngã chấp này nó nặng lắm, nó nặng. Cho nên sự thật ra nói là ngũ uẩn, tức là sự tập hợp của các thành phần, của các thành phần, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đó, đó là sự tập hợp thôi. Cho nên là chúng ta thường gán ghép cho mình một cái tôi, cái ta ở trong cái chính tự thân này nè. Cho nên là cái gì cũng không bỏ được, không bỏ là sắc quẩn là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thọ quẩn là tôi, hay là của tôi, hay là tự ngã của tôi, hành quẩn là tôi, thức quẩn là tôi, tự ngã của tôi, vân vân. Như vậy thì ở đây đó là cái ngã chấp của mình, cái ngã chấp mà bắt nguồn từ cái gì? Từ ở cái tha mái, từ ở cái vô minh đó, mà biết bao nhiêu cái sự khổ lụy ở trong đời sống. Quán vô thường này, đối với các bậc thánh á, đối với người phàm phu á, thì người ta thấy vô thường như vậy, cho nên là người ta tích cực để người ta tranh thủ với cái thời gian, người ta tu tập, người ta tu tập tích lũy những cái công đức thiện sự cho chính mình. Đối với bậc thánh á, thấy vô thường trong mỗi cái ngóc ngách, từ ở trong ngũ uẩn của chính mỗi người đó, thì các ngài mới nhàm chán, thấy rằng quả thật là sự rộng không ở trong ngũ uẩn này, cho nên từ đó đoạn ái ly tham, không còn cái ngã chấp ở trong đó. Hoặc là mình nói là đây là con tôi, hoặc là tài sản của tôi, thì thật sự ra là mình nghĩ là nghĩ ở trong cái nghĩ của người phàm phu, nhưng mà sự thật là đến trong cuộc đời này thì không có cái gì là của mình, hoặc là mình, hoặc là của mình. Ngay cả bản thân, chính tấm thân của mình cũng không phải là của mình nữa. Vì vậy mình nói là của mình, nhưng mà mình đâu có giữ nó được đâu. Mình bảo nó đừng bệnh, bảo nó đừng chết, bảo nó đừng cái này cái kia đó, thì nó làm sao nó nghe theo ý của mình được. Mà nếu mình bảo nó được thì là của mình nữa. Bởi mà mình đâu có bảo nó được, đâu có sai bảo nó được. Lúc nó bệnh, nó đau, rồi nó chết, rồi tất cả các thứ trên cuộc đời, nạn tai, cái việc này việc nọ, không có cái chi là của mình đó, không có cái chi là của mình. Cho nên quán vô thường là một trong những cái đề tài để cho một vị hành giả nhận ra để trực ra đó là vạn vật luôn luôn trôi chảy. Ngay cả có khi có những bậc thánh á, có những vị đó, thấy giọt nước từ ở trên cao rớt xuống lõm tõm, rớt xuống rơi rã xuống mặt nước đó, mà các vị ấy quán vô thường mà chứng quả thanh. Còn nhiều khi bây giờ là mình, nhiều khi mình thấy chiếc lá rơi, rồi mình thấy thấy giọt nước chảy thì cái chuyện đó cũng bình thường. Bởi vì sao? Mình còn chưa có đầy đủ cái công phu tu tập, và vô minh tha mái còn đầy đủ, cho nên chưa có vơi lần nào, chưa có vơi được. Và vì vậy thấy thì cũng chỉ là thấy thôi, chứ không thể trực ra, không phải có cái tuệ giác để mà thấy rõ bằng chính cái tuệ giác của mình để đoạn trận được cái tha mái, vô minh và chấp thủ được. Cho nên là cái việc khổ của mình nó trở thành cái vết hằn. Chứng kiến một cái người ra đi đó, biết bao nhiêu người chứng kiến cái cảnh ra đi, thấy không? Cảnh ra đi, cái người mà mình thương thích nhiều chừng nào thì mình khổ đau nhiều chừng này. Rõ ràng là vậy, thương thích nhiều chừng nào thì khổ đau nhiều chừng này. Khi mà bởi vậy cho nên là trong kinh nói rằng là ái biệt ly khổ mà. Chính cái ái nó làm cho con người ta, khi mà mình sống trên cuộc đời mà mình bị chia ly với nhau là cũng đã khổ rồi, chứ đừng nói những cái người mà chia ly vĩnh viễn, có nghĩa là cái người chết mà từ giã chúng ta ra đi đó, thì cái đó nỗi khổ đó là lớn lắm, lớn lắm.
Cho nên chúng tôi cũng thấy là chứng kiến những cái người mà họ chứng họ người thân của họ đó, chứng kiến cái người thân của họ mất ấy, họ khóc lòng khóc lộn, họ nhào lên nhào xuống, họ xỉu lên xỉu xuống. Mình thấy gì, sự thật ra thì với cái thường tình mình chứng kiến người thân đi thì không thể nói là mình không khổ sầu. Nhưng mà cái người mà có những người họ rất là khổ sầu, khổ sầu, họ lăn lên, họ lộn xuống, rồi họ xỉu, rồi họ tỉnh tỉnh dậy, rồi họ xỉu tiếp vậy. Thì cái đó chúng ta thấy là cái khổ nước mắt mà người ta sống mà trong vô lượng kiếp đó, thì có thể nó là chảy rất là nhiều. Giống như trong kinh Tung Ưng mà nói rằng máu mà chúng ta chảy mà trong đời sống luân hồi này nè, nó có thể thành sông thành biển. Và xương chúng ta chắc á, trong mỗi kiếp luân hồi vậy, từ xương người cho đến xương thú đó, thật sự là chắc như cái đồi cái núi vậy. Nói điều đó để cho chúng ta thấy là luân hồi nó dài lắm, luân hồi nó nhiều lắm, mà chúng ta thì luôn luôn bị sự chi phối. Phàm phu á, thì bị sự chi phối của vô minh, sự chi phối của tha mái. Cái vô minh á, là nhiều khi chúng ta trong cảnh khổ mà chúng ta không nhận ra, không nhận ra. Ở trong kinh gọi là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, tức là không rõ tứ đế là vô minh. Rồi trong luận á, thì các ngài gọi là bất tri quẩn xứ giới quá khứ hiện tại vị lai. Bất tri thì cái người tu tập thiền quán cũng là vậy, có nghĩa là biết những cái gì diễn biến của ngũ quẩn của mình đang diễn ra, đang có mặt như thế này, đó là có tri. Còn cái người mà bất tri đó thì cũng là một trong những cái bất lợi cho chính mình, bất lợi cho chính mình. Cho nên trong kinh gọi là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, là không rõ tứ thánh đế, đó là vô minh. Vô minh. Và như vậy thì cái mắc xích mà vô minh tham mái đó, để rồi đi đến cái sự chấp thuận đó là cái mắc xích của phiền não, cái mắc xích của phiền não. Và do phiền não nó là tạo nên cái đau khổ, người ta gọi là cái này là của, cái này là người thân của tôi, cái này là của tôi, vân vân. Rồi mình sầu khổ rất là nhiều. Quán vô thường để thấy được rằng vạn vật trên cuộc đời này nó luôn luôn thay đổi. Đây rồi chúng ta cũng phải già nua, rồi chúng ta cũng phải chết. Người thân chúng ta đến với cuộc đời này, rồi chúng ta đóng vai trò là gì đó, thì chúng ta cũng lại chia tay, mỗi người mỗi hướng đi, đi theo nghiệp của, rồi cũng phải ra đi thôi. Quán vô thường chúng ta thấy rằng cái việc gì đó chúng ta cần phải tích cực, đừng bỏ luống phí với cái thời gian. Chúng ta tích cực, tích tạo những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng đó là công đức, đó là hành trang cho chính mình, thì mình nên tạo cho chính mình đi. Rồi có chứng kiến những cái người thân ra đi đó, thì chúng ta, nếu mà mình nói trong cái thường tình thì có lẽ cũng đau khổ, nhưng mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta càng lại quán tưởng nhiều hơn, thấy vô thường nó mau quá, nó nhanh quá. Cho nên là chúng ta cũng chứng kiến trong cuộc đời này, rồi bao nhiêu người thân ra đi, rồi mai mốt có những người thân khác đó, họ cũng chứng kiến mình ra đi như vậy, chứng kiến mình ra đi như vậy. Cho nên không có cái gì mà để gọi là chúng ta phải nối tiếp trong cuộc đời này, rồi cũng tiếp tục trong cái cuộc hành trình luân hồi diễn du dài như vậy đó, thì chúng ta phải nhận biết để chúng ta tích cực tu tập, tích cực tu tập. Cái thứ hai đó là chúng ta quán sự khổ, quán sự khổ, quán sự khổ. Bởi vì quý vị thấy rằng là nói cách nào đi nữa, người ta có thể tránh né, người ta có thể tránh né quý vị. Thí dụ như mình nói đầu năm, mình nói đầu năm thì cử đi nói cái sự chết chóc, cử nói cái sự xui xẻo, cử nói sự xui xẻo.
Nhưng mà xui xẻo thì cũng không ai mong muốn đâu. Nhưng mà có khi xui xẻo nó cũng đến với mình. Chết chóc cũng không ai mong muốn đâu, cũng không ai muốn bàn đến đâu. Nhưng mà rồi đó thì cái chuyện đó nó cũng diễn ra. Ngày nào ngay cả ngày mùng 1 cũng có người sanh ra đời, rồi ngày mùng 1 cũng có người chết thôi. Rồi cũng ngày mùng 1 cũng có người nạn tai, rồi cũng có người này người nọ, vân vân. Không có cái ngày nào mà không bị chết, và cũng không có ngày nào mà cũng không có cái người bị tai nạn. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Cho nên là khi mà mình quán về sự khổ đó, là cái bản chất của nó, cái bản chất của nó. Lúc nhỏ thì mình có cái nỗi khổ của một đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ sơ sinh á, thì cái sự nhận thức nó chưa có sâu sắc đó. Thì cái khổ của nó cũng đơn giản rồi. Nó cũng đơn giản là nó nhiều khi nó bị nạn tai vô tình, vô ý, rồi nhiều khi nó đi nó bị da này da đập đánh đập, nó cũng bị còn rồi lớn lên có cái sự nhận thức cái thì bắt đầu là sự hiểu biết cuộc đời rồi đó. Thì cái khổ của nó là nhiều cái liên quan đến với tâm lý. Bởi có nhiều người họ nói là mong sao mình được trẻ hoài, nhưng mà làm sao trẻ hoài được. Lớn lên thì cái đứa trẻ nó có cái khổ của đứa trẻ, nhưng mà lớn lên thì mình có cái trẻ, cái khổ của cái người mà trưởng thành. Khi mà mình đã nhận thức hiểu biết rồi đó, thì cái chuyện khoái trái trên cuộc đời này, cái chuyện nên hư trên cuộc đời này đòi hỏi chúng ta phải suy tư, phải suy nghĩ rất là nhiều. Được nên hư như thế nào, rồi cái chung nhất đó, là chúng ta có cái tâm thân này, có cái tâm thân này. Cho nên ở trong kinh gọi đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, chấp thủ năm quẩn là khổ. Mà chấp thủ năm quẩn là khổ, tóm lại là do mình chấp thủ năm quẩn này. Từ ở cái sắc quẩn là tôi, thọ quẩn là tôi, tưởng quẩn là tôi, thức quẩn là tôi, hành quẩn là tôi, hay là của tôi hoặc là tự ngã của tôi đó. Cái chấp đó nó trở thành cái nỗi khổ của chính mình. Cho nên cái căn bản nhất là chúng ta sống trong cuộc đời này mà có thân thì phải là bị khổ, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ đau, khổ đói ăn khát uống, khổ tất cả các cái thứ trên cuộc đời này. Rồi khi chúng ta ăn uống thì chúng ta phải tiêu tiện, tiểu tiện, vân vân. Rồi trong cuộc đời là như vậy, là như vậy. Rồi bao nhiêu nữa, có những người thì may mắn thì có đủ, có nhiều của cải vật chất, họ sống trong sự sung túc. Nhưng mà sống trong sự sung túc như vậy đó không có nghĩa là họ không khổ. Họ không khổ đó. Họ cũng phải chịu bệnh, chịu đau, chịu già, chịu chết chứ. Sao lại không khổ? Rồi có thì cũng phải gìn giữ, có của cải vật chất, tài sản thì phải gìn giữ chứ. Không có thôi, có thì phải sợ nó mất, sợ nó bị hư hao. Rồi cái người không có thì phải tìm kiếm, bán mật cho đất, bán lưng cho trời, rồi nhiều thứ trên cuộc đời này diễn ra đó, rồi để chi? Để mưu cầu cho sự sống, mưu cầu cho sự sống. Và như vậy thì để mong muốn được tồn tại mà, để mong muốn được tồn tại. Cho nên nếu mà mình quán về sự khổ, cái khổ nào nó cũng có cái khổ của nó. Cái người giàu cũng có cái khổ của người giàu, cái người nghèo cũng có cái khổ của người nghèo. Và khi có cái tấm thân này đó là bắt đầu khổ. Trẻ, từ một đứa sơ sinh, một đứa trẻ còn non dạ, còn non dạ có nỗi khổ của đứa trẻ. Nhưng mà trở thành một cậu thanh niên, trở thành một cô chiêu cậu ấm rồi đó, thì có nỗi khổ của cô chiêu cậu ấm. Trở thành một cái người trung niên cũng có cái nỗi khổ. Rồi bước sang cái tuổi lão niên ấy, thì có cái nỗi khổ của tuổi lão niên. Mình thấy rằng là cái cơ thể của mình sau bao nhiêu năm nó sống tồn tại trên cuộc đời này, tồn tại trên cuộc đời này, bắt đầu là nó sẽ cũ kỹ, nó sẽ già nua, nó sẽ bệnh hoạn, nó sẽ khuyết điểm, nó nhiều thứ lắm. Bệnh này bệnh kia. Cái quan trọng là mình nhận ra được sự khổ, mình nhận ra sự khổ, mình quán để thấy được sự khổ đó, rồi mình tích cực trong cái đời sống tu hành. Chứ không phải là mình thấy sự khổ
hay là mình thấy sự khổ để rồi là mình cũng làm ngơ nó, hay là mình tránh né nó, hay là thấy sự khổ cũng là sự khổ cũng vẫn là sự khổ, mà chúng ta không có một cái cách gì đó để là gọi là chuyển biến trong cuộc đời này, tức là chuyển hóa trong cuộc đời này. Nhờ cái sự nhận thức chuyển hóa đó, đó mà mình mới thấy rằng quả thật là nó ngắn ngủi, quả thật là nó khổ. Lúc nào mà chúng ta còn sống trên cuộc đời này mà còn có cái sức khỏe, còn có nghị lực, còn có thời gian, còn có cái điều kiện để chúng ta chuyển hóa thì chúng ta nên chuyển hóa. Chứ để rồi đến một lúc nào đó chúng ta không chuyển hóa được nữa đó thì lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm đó. Mà cuộc tu này đó thì quý vị biết rằng là chúng ta phải nỗ lực cho nhiều đời nhiều kiếp, mà không có cái đời trước chúng ta tu tập, sở dĩ ngày nay chúng ta được tu tập đó là nhờ đời trước chúng ta đã từng tu tập, chúng ta đã có gieo được cái duyên lành, gieo được cái duyên lành, rồi đời này chúng ta lại tiếp tục gặp Phật pháp nữa, chúng ta lại tiếp tục tu tập nữa, thì là lần lượt như vậy thì nó bào mòn cái phiền não mình, cái tham ái của mình nó bào mòn, cái vô minh của mình nó sẽ được bào mòn, rồi tích lũy những cái công đức nó trở thành cái hăng để bào mòn cái phiền não đó, để rồi một ngày nào đó chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Một người quán sự khổ đó là sự thật, không phải là mình tưởng tượng, không phải là tưởng tượng, không phải là, cũng không phải là lý thuyết, mà đó là bản chất, đó là sự thật, ngàn đời là sự thật. Cho nên nói là trong kinh nói rằng một người thấy được sự khổ có nghĩa là thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ, tức là chỉ cho bậc thánh, bậc thánh các ngài thấy được sự khổ ở trong cuộc đời này. Mình á, đối với một người phàm phu thấy sự khổ thì chỉ thấy đó là qua trí văn, hoặc là có một chút của trí tư, tức là mình suy tư, mình hiểu qua kinh điển lời dạy của Phật, rồi mình cảm nhận được, chứ mình chưa có cái trí, chưa có cái loại là trí tu chứng ở trong đời. Cho nên là mình thấy khổ thì biết khổ, nhưng mà mê thì vẫn là mê, chưa có phải đủ khả năng, chưa có đủ khả năng để vô minh, chưa có đủ khả năng để chấp thủ vô minh. Bởi vì vậy cho nên là khổ. Ví dụ như mình chứng kiến những người thân của mình mất như vậy, mình cũng khổ lắm chứ. Nhưng mà rồi đó, sau cái dự đó rồi đó, thì mình cũng trở lại ở trong một cái trạng thái vui mừng, rồi vui chơi quên mình ở trong cái cuộc cuộc luân hồi dày dẳng như thế này nè, mình không có nhàm chán, không có nhàm chán. Và đối với bậc thánh thì người ta thấy được sự khổ cho nên là người ta nhàm chán. Còn mình thì thấy khổ bằng cái trí văn của mình, bằng một chút trí tư của mình, cho nên là mình không có nhàm chán. Và không nhàm chán làm sao từ bỏ, không nhàm chán làm sao từ bỏ. Từ bỏ ở đây là từ bỏ tham, từ bỏ phiền não, từ bỏ sự chấp dưỡng, không từ bỏ được. Và không từ bỏ chấp dưỡng được, tham ái được, thì cái luân hồi dẫn khổ đau. Quán về sự khổ đó là sự thật, chúng ta không tránh né, và hãy nhìn nhận sự thật, mà mượn cái nhìn nhận sự thật này để rồi chúng ta phải cố gắng chuyển qua cho cái đời sống tu hành của mình, thì quả mai giống như các bậc thánh đó, là những vị bơi ngược dòng nước, đó là sự chuyển hóa, đó là sự chuyển hóa. Bởi vì các ngài không có sự chuyển hóa thì làm sao là từ một cái người bình thường trở thành một cái người hiền được, và không có sự chuyển hóa thì làm sao có từ một cái người phàm phu trở thành thánh được. Cho nên đó là sự chuyển hóa, quán vô thường để thấy rằng cái thời gian không có cho phép, và vạn vật trên cuộc đời này sanh diệt, diệt sanh diệt, diệt sanh. Quán sự khổ để thấy sự bức bách trong cuộc đời này, khi có thân là khổ, để rồi từ đó được nhàm chán ly tham. Quán về vô ngã, quán về vô ngã để thấy rằng đó là sự rỗng không trong cuộc đời này.
ngũ uẩn nó cũng là sự giả lập, giả lập ở trong các pháp mà ra. Thân này chúng ta có hai cái phần vật chất là tinh thần, hay nói là danh và sắc. Danh và sắc, danh sắc tức là cái cơ thể này, và danh tức là cái phần tâm thức này, bao gồm thọ, tưởng, hành và thức. Đó là sự tập hợp của các thành phần. Cho nên không có cái chi gọi là để cho chúng ta bám chấp ở trong đó, gọi là tự ngã, hay là sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn ở trong đó. Không có. Bởi vì cho nên là chính cái vô ngã. Vậy cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài mới có nói một cái câu là chỉ có cái sự cảm thọ, chứ không có cái người cảm thọ. Tức là cái cảm thọ của mình là mình cảm thọ do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hay là thân xúc chạm. Cái cảm thọ của mình là vui buồn, chỉ có cái sự cảm thọ đó, chứ không có cái người cảm thọ, tức là không có cái tôi, cái ta trong đó. Mình quán như vậy đó, để mình bỏ bớt cái ngã chấp, thì đó là cái sự tu tập chuyển hóa trong đời sống của một cái người tu hành. Thật sự ra thì khi mà mình còn khổ sâu, thì còn sự chi phối của phiền não. Khi vượt ra khỏi sự khổ sầu là không còn cái sự chi phối của phiền não. Giống như ở đây là không nghĩ là tài sản của tôi, không nghĩ là con tôi, chồng tôi ở đây, vân vân. Bởi vì qua rồi, thời gian thì nó vẫn là trôi. Các pháp trên cuộc đời này nè, thì thời gian nó cũng chỉ là khái niệm định đặt mà thôi. Định đặt mà thôi. Cho nên quá khứ, rồi hiện tại, vị lai nó cũng là khái niệm định đặt. Nhưng mà rồi đó là quan trọng là với một cái người tu, mình sống ở trong một cái thời điểm nào, cái lúc hiện tại mình nên thấy rõ được cái sự sanh diệt của năm quận, để rồi mình thấy được cái pháp hiện tại. Về trên phương diện một cái người tu thiền quán là như vậy. Còn mình quán vô thường, để rồi mình tích cực, mình tạo thiện nghiệp. Mình quán về sự khổ, để mà mình thấy rằng hiện chúng ta có trên cuộc đời này, chúng ta đừng có nên chấp giữ một cái gì nhiều, chấp giữ một cái gì đó, để rồi chính cái đó nó ràng buộc làm cho chúng ta phải khổ đau. Ở đây đó là cái câu chuyện của vị thánh ni tên là Kisakotami, từ cái việc mà chứng kiến cái người con của mình đột tử chết một cách bất thình lình như vậy, cho nên nỗi tột cùng của sự khổ đau đó, khi mà ôm con hớt hải đi tìm người cứu đó, cuối cùng tìm Đức Phật, thì Đức Phật mới có một cái hình ảnh mà gọi là giả dụ để mà cho nàng Kisakotami nhận ra đó, để rồi thấy được cái vô thường khổ như vậy đó, rồi nàng mới xuất gia, rồi trở thành một cái vị thánh ni A-la-hán. Thì đó là một cái bài học mà chúng tôi nghĩ cái bài học lớn, và để cho chúng ta làm một cái đề tài tu tập từ cái hình ảnh của một cái bậc thánh ni. Nếu còn cái sự mà chi khói của phong tỏ, kìm tỏ của ma quân đó, thì rõ ràng là còn phải khổ đau, còn phải sự chi khói, còn phải sự tầm cầu con chồng, hay là bao nhiêu cái mà chúng ta thương thích, ưa thích trên cuộc đời này, bắt nguồn từ ở vô minh, bắt nguồn từ ở cái tha mái, mà dẫn đến cái quả khổ sầu mà chúng ta luân hồi khổ đau mãi mãi là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay. Xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia.
Và cái trình từ tổ hợp từng với pháp thuật. Vừa rồi có được sự xin hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Tôi xin không biết Hòa Thượng có ở trước máy và... bạch Hòa Thượng, thầy sư không biết Hòa Thượng bây giờ có nghe được không? Nếu Hòa Thượng thầy sư nghe được, xin Hòa Thượng qua khi cho biết. Nếu quý vị nghe rõ, bạch Hòa Thượng thầy sư, tại sao mà thường thường á, mình nghĩ rằng cái gì mà mình đã trải qua nhiều thì tâm mình trở nên chai lì, trở nên bình thản. Nhưng mà sao có nhiều người trải qua nhiều đau khổ nhưng mà họ không có chai lì trước cái đau khổ mà họ cũng còn sợ khổ, hay là thậm chí họ chưa biết sợ khổ, họ còn muốn khổ nữa, thì xin thỉnh Hòa Thượng giải thích về hiện tượng này. Nam mô Bổn Sư. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Câu hỏi thảo luận số 1: tại sao chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ vẫn không sợ khổ, hay là bình thản trước cái sự đau khổ? Nó có hai vấn đề là: không sợ khổ là cái chuyện khác, mà bình thản trước cái đau khổ là một chuyện khác. Thoạt nghe thì chúng ta cứ ngỡ là
không sợ khổ hay bình thản trước đau khổ thì giống nhau. Nhưng mà thực ra thì nó sẽ có khác nhau. Trước hết, có nhiều trường hợp không sợ khổ là vì chúng sanh họ thích thú trong cái hạnh phúc giả tạm, như là công chúa Sipawasa. Mặc dù hoài thai đứa con ở trong bụng 7 năm 7 tháng 7 ngày, lẽ ra cái đó khổ lắm quý vị nhớ, là trong 7 năm mà phải chịu ban nặng, là cái chuyện đó là cái chuyện mà không thể. Một người bình thường thì chúng ta chấp nhận được, nhưng mà riêng công chúa Sipawasa khi mà đã sanh ra được đứa con rồi đó, rồi sau đó thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về để cúng dường trai phạm, thì khi đó cậu bé 7 tuổi Sivali trả lời nói chuyện đối thoại với thông giả Sariputta, thì nàng công chúa Sipawasa rất là hoan hỷ, nghĩ rằng con trai của ta đang đàm luận với vị tướng quân chánh pháp. Và khi đó Đức Phật cần mới hỏi rằng là: này Sipawasa, đã chịu khổ như vậy, nếu một giờ con còn có muốn sanh thêm những đứa con như vậy không? Thì nàng mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, con vẫn muốn sanh thêm nhiều đứa con như vậy nữa. Rồi lúc đó Đức Phật này đã nói lên được bài kệ: chúng sanh khổ giả vờ vui, trong cái niềm vui giả tạm nhưng mà phải chấp nhận. Nó có cái lý do là tại vì có những cái mà có những cái điều đau khổ, nhưng mà được đắp đổi bằng cái sự hạnh phúc, dầu cho biết hạnh phúc đó là giả tạm. Giống như một người họ ăn ớt cay, họ biết rằng ớt cay nhưng mà họ vẫn thích bữa ăn có một vài cái ớt, họ chấp nhận cái cay đắng đó, cái cay đó. Thực ra thì cái tình trạng này chỉ có bậc đại giải thoát hoàn toàn thì các vị mới vượt qua cái vấn đề sợ khổ và không sợ khổ. Bởi vì cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà các ngài, các bậc đã đạt được cái chánh trí giải thoát bị quan tâm. Nó đến thì cứ đến,
đi thì cứ đi, cái khổ đến thì cứ đến, đi thì đi. Lúc bây giờ ngài mới là bình thản trước sự đau khổ. Còn phàm phu của chúng ta đó thì không thể bình thản trước sự đau khổ. Một là sợ khổ, hai là thích thú với sự khổ, có nghĩa là không sợ khổ. Và trong cả hai cái sự kiện sợ khổ và không sợ khổ đó, nó còn nằm ở trong cái phạm trù tương đối, đắp đổi. Và chỉ có ở phàm phu do nhất thời không có kềm chế được, không có tác ý được, không có khéo tác ý được. Cho nên như vậy, bởi vì ai lại không sợ khổ? Mà nếu là sợ khổ đó thì có nghĩa là cái tâm nó sẽ bất an khi đứng trước cái sự khổ. Còn không sợ khổ có nghĩa là vẫn lao mình vào cái sự khổ, giống như là một con thiêu thân mà lao mình trong cái lửa đỏ, trong ánh sáng đèn, để rồi phải chết. Cho nên ở đây đó, cái việc mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta sợ khổ, nhưng mà sợ khổ là như thế này. Chúng ta hãy nghĩ đến cái khổ khi có thân ngũ uẩn này. Chúng ta sợ sẽ có thân ngũ uẩn tiếp tục nữa. Chúng ta sợ cái khổ luân hồi quá tối lúc khăn, và chúng ta muốn kết thúc ngay cái sự luân hồi đó. Cái đó là chúng ta mới sợ khổ. Đứng trước cái khổ đó là chúng ta, cái khổ luân hồi và khổ ngũ uẩn, khanh thanh đúc khăn và quát tánh đúc khăn, là chúng ta phải sợ. Chúng ta phải sợ. Nhưng mà sợ khổ đó thì chúng ta đừng có cái sự tham đắm trong cái hạnh phúc giả tạm của cuộc sống. Bởi vì nếu mà chúng ta còn tham đắm trong cái hạnh phúc giả tạm của cuộc sống, có nghĩa là chúng ta muốn trốn tránh cái sự khổ, nhưng mà chúng ta lại phải vướng cái sự khổ khác. Hễ còn cái sự ham muốn hạnh phúc của thế gian đó, là chúng ta còn phải đau khổ dài dài. Cho nên cái sợ khổ của một người có trí, một đệ tử Phật, là trong hai trường hợp là chúng ta sợ khổ ngũ uẩn và khổ luân hồi. Chứ còn cái sự khổ ở đời đó, thì chúng ta phải biết rằng khi nó đến, chúng ta phải biết là cái khổ nó đến rồi. Chúng ta không cần phải đấm ngực khóc than, sầu thảm, bi ai. Chúng ta không cần cái đó. Cái đó mới thật sự là chúng ta sợ khổ. Người mà tu tập không có sợ, khi mà họ không có cái sự khổ luân hồi, không có sợ khổ luân hồi, thì như vậy cái tâm của họ chưa đạt đến cái trạng thái gọi là bi động, sanh vi gác,
nó không đạt đến trạng thái bi động như vậy thì sẽ không có cái sự khẩn trương để mà tu tập tiếp tục, để mà nỗ lực tinh tấn đoạn trừ cái sự khổ đau. Cho nên khi mà luận bàn về cái vấn đề sợ khổ và không sợ khổ là chúng ta phải nói đến khía cạnh đó. Còn về vấn đề bình thản trước cái sự đau khổ thì ở đây là chúng ta phải hiểu ngay cái pháp gọi là tịch cát mạch chặt tà hay là upekha pramuvihara, là xả phạm trú trước tám ngọn giới đời hay là tám pháp thế gian lô có thâm bát. Chúng ta không có bị dao động khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục pasangsa ninda, đúc khăn xuất khăn la phô à lô phô giác sô à lấy à giác sô. Được khen bị chê, được vui bị khổ, được lợi bất lợi, được danh bất danh, tám điều đó giữ cái tâm bình thản, cái tâm xả. Mà muốn được như vậy đó thì bài kinh mà nói về tâm xoay chuyển, tức là nói về cái tâm mà bị tám ngọn gió đời nó sẽ cái chống chống đó, thì Đức Phật đã dạy rằng một đối với một vị thánh đệ tử không bị dao động, không bị xoay chuyển tâm ở trước cái sự khen sự chê, cái sự vui sự khổ, cái sự đặng sự mất, cái sự vinh sự nhục, là do vì vị thánh đệ tử quán thấy tất cả đều là vô thường. Cái gì là vô thường thì nó dẫn đến khổ, cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại và không theo ý muốn sắp đặt thì như vậy là vô ngã. Tùy quán vô thường khổ nó vô ngã, như vậy tâm sẽ bình thản trước cái sự đau khổ. Thì đó là chúng ta nói về cái phạm trù thứ hai, tức là bình trạng bình thản trước cái sự đau khổ. Người Phật tử tu tập trước sự đau khổ không phải là chúng ta khổ nhiều quá rồi bị chai lì. Bởi vì cái sự chai lì đó nó không có trí tuệ, thì cái sự chai lì đó nó sẽ làm cho mình bị biến dạng, làm cho con người đó bị biến dạng. Tức là họ có thể trở thành một người mà hung ác, bất chấp thủ đoạn. Bây giờ họ khổ quá rồi, nước mắt đã cạn rồi, thì bây giờ họ trơ lì trở ra. Thì cái trường hợp này cũng nguy hiểm đó thưa quý vị. Cho nên cái bình thản trước sự khổ của người Phật tử luôn phải là cái sự bình thản hành xả có trí tuệ, phải là cái xả tâm có trí tuệ,
Thì như vậy trong mỗi mỗi một pháp được đưa ra đó, thì pháp nào chúng ta cũng phải để ý những cái khía cạnh nên và không nên có, những cái khía cạnh cần tu tập và những cái khía cạnh không cần phải tu tập. Chúng ta hiểu biết rõ điều này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi tại sao chúng sinh đã trải qua quá nhiều đau khổ vẫn không sợ khổ. Nói theo cái nghĩa từ thức chữ không sợ khổ, nói theo nghĩa thức là bị chai lì, là bởi vì khi mà đau khổ nhiều quá thì bắt đầu nó đánh liều, phó mặc, thì chúng sinh có cái tính gọi là đánh liều hay là phó mặc, nó không tìm được cái giải pháp để thoát khỏi cái sự khổ đó, thì bắt đầu người ấy không có sự khổ, hay là trơ lì trước cái sự đau khổ, mặc dù đã bị khổ quá nhiều. Riết cái thành ra cái đầu chai sạn. Thì ở đây trong hai cái cực đoan đó, một là chúng ta bị chai lì không còn sự khổ nữa, mặc dù đã trải qua nhiều cái sự đau khổ, thì cái này cũng là một cực đoan. Còn hai là quá run sợ khiến cho tâm hèn yếu, cái này cũng là một cực đoan. Người Phật tử bỏ qua hai cực đoan đó, chúng ta sống bằng cái con đường trung đạo, bằng trung đạo. Cái thái độ trung đạo ở đây là khổ nào chúng ta đã trải qua mà khổ nào đáng sợ và khổ nào không đáng sợ. Đó, khi mà trải qua nhiều cái sự khổ, sau khi quán thấy cái sự luân hồi còn tiếp diễn và thân ngũ uẩn này vẫn còn tiếp diễn có mặt và phải chịu nhiều cái sự khổ như đã từng đến cái mùi đau khổ, thì người Phật tử chúng ta thấy cái đó là sợ khổ. Còn cái đau khổ thí dụ như cái sự đo, sự đói, ở cái sự đói, sự khát, sự nóng quá, lạnh quá, cái đó chúng ta tu tập là chúng ta không có sợ khổ, không có sợ khổ nữa. Nó quen đi, tập cho quen đi thì cái khổ thời tiết nó quá lạnh quá, chúng ta phải suy tư như thế nào để chúng ta không có sợ khổ đó, chúng ta mới hành cái pháp được, chúng ta mới thiền định được. Còn cái vấn đề bình thường thẳng trước sự khổ của mình, chúng ta đã trải qua nhiều cái sự đau khổ, bây giờ nếu như mà chúng ta do quán thấy khi còn luân hồi phải khổ là như vậy, thì chúng ta cũng bình thản trước sự khổ. Như một vị Sa Di đệ tử của ngài Thế Xá, của trưởng lão Thế Xá, vị đó, vị Sa Di đó vốn là vị một bậc A La Hán,
Vào ngày kia, hai thầy trò đang trên đường du hành đi về sau khi để đảnh lễ Đức Phật. Dọc đường đêm tối, hai thầy trò đến một ngôi làng kia để xin tá túc. Ít hôm, xin tá túc qua đêm. Thì ở trong trong luật thì vị tỳ kheo không có ngủ cho vị sa di người chưa tu được bậc trên, chưa tu, chưa thọ cùng chúng giới ngủ chung. Thế buổi sáng lúc mà vào canh ba, trưởng lão trong đêm tối cầm cái quạt để đánh thức người học trò, thức dậy đi ra ngoài sân, đi kinh hành ngoài sân. Thì không ngờ rằng là vị sa di đó ban đêm đâu có ngủ, cứ ngồi đó mà định tâm. Thầy quên cái quạt trúng vào mắt. Mặc dù đau nhưng mà vị sa di đó không có rên la, không có kêu gào, không có kêu thét lên. Sa di đó tuổi thôi thưa quý vị. Đến sáng tỉnh bỉnh rồi đó, thì lúc vị sa di đó đi tìm nước cho thầy rửa mặt, trong lúc mà dâng nước cho thầy thì một tay bận có mắt và một tay thì dâng nước cho thầy. Thầy mới ngạc nhiên, mới hỏi có mắt con làm sao vậy. Thì lúc đầu vị sa di im lặng không nói, nhưng mà khi được hỏi ba lần thì vị sa di đó mới nói rằng là bởi vì lúc nãy đó thầy cầm cái quạt thì quơ ngang thì trúng con mắt. Thấy người học trò bình tĩnh và trả lời như vậy thì trưởng lão Thế Sáng thương quá, tội nghiệp đệ tử nên mới xin lỗi. Thì vị sa di đó mới trả lời rằng đây không phải lỗi của thầy, mà cũng không phải lỗi tại con, mà do lỗi tại luân hồi. Lỗi ở chỗ là luân hồi khổ thôi. Khi đến chùa Chê Tông Bánh Ná, chùa Kỳ Viên, thì vị trưởng lão này mới thuật lại cho Đức Phật nghe. Thì Đức Phật nói đối với một vị họ đã đạt đến cái trạng thái tịnh lạc, thì đối với vị này thân an tịnh, khẩu an tịnh và ý cũng an tịnh là như vậy. Cho nên ở đây bình thản trước cái sự đau khổ, nếu mà do cái trí tuệ quán thấy các pháp theo đúng tướng trạng của nó thì tâm của vị này trở nên cứng rắn và bình thản trước sự khổ, thì đây là một điều đáng để chúng ta noi theo và chúng ta tu tập. Chúng ta được trả lời cái câu thảo luận số 1 của thượng của bà thượng giáo đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng Hòa Thượng Từ Siêu với những chia sẻ vừa rồi. Chúng mình Hòa Thượng Từ Siêu xin hỏi Hòa Thượng thêm một câu nữa rồi thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Chúng ta có nghe chuyện này cũng hơi có vẻ mâu thuẫn, là thường thường mình khuyên là
khi mình gặp khổ đau. Dạ thưa quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Dạ không biết tại sao hôm nay đường truyền có nhiều vấn đề quá. Bạch Hòa Thượng Tế Sư tại sao? Có lúc dạ xin cảm ơn Hòa Thượng Chất Đặng. Bây giờ chỉ chờ khi nào mà Hòa Thượng tách chát cho biết là đã xong rồi thì chúng tôi sẽ trả lời dựa theo cái câu hỏi được ghi ở trên màn hình thôi. Hôm nay ở phía chùa Pháp Luân như hồi đầu giờ 7 giờ cô tu nữ Dư Pháp đọc bài ở trong rung Pháp Cú, chúng tôi cũng không có nghe được, nghe được một vài chữ rồi mất luôn vậy. Rồi đến phiên Hòa Thượng, giờ này Hòa Thượng nói chị nghe cũng gián đoạn như vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa vị, vấn đề người Phật tử có lúc được khuyên là bình tâm trước sự vô thường, nhưng mà có lúc được khuyên là nên động tâm qua các cái sự kiện cần phải khẩn trương. Sang quê cha đi giá gà thà, câu hỏi này lớn chứ không phải nhỏ thưa quý vị. Câu hỏi này nếu mà chúng tôi trình bày cho đủ thì chắc có lẽ là sẽ hết giờ, không biết là thường và thường Giác Đẳng có cho phép là đến hết giờ hay không. Dạ sa thú. Kính thưa quý vị, trước hết là chúng ta nói về vấn đề trước cái sự vô thường của cuộc sống. Là phải bình tâm. Như câu mà nói rằng Puthasa lokam thammehi cittam yassana kambati. Khi xúc chạm pháp đời, khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sợ. Ê tâm mặc lớp bước tâm măng. Đó là phúc lành cao thượng.
cái sự đời đó vô thường là như vậy, có thịnh có suy, có hưng có vong. Hết vui rồi khổ, khi được khi mất. Cái sự vô thường đó nó cứ diễn biến như vậy đó. Nếu mà tâm bị dao động hoài như vậy thì mình sẽ không có cái năng lực để mà tu tập. Tinh thần bị xuống cấp, hễ mà còn bị động tâm, còn đau khổ, còn bị chi phối bởi cái thịnh suy hưng vong của cuộc sống, thì như vậy mình sẽ trở thành bi quan, sẽ rất bi quan. Và do đó trong trường hợp này là người Phật tử được khuyên là phải bình tâm trước cái sự đời vô thường. Thịnh rồi cái suy là như vậy, hưng cái vong. Bởi vì thịnh hưng suy vong đó là lẽ thường tình thôi, kệ nó. Người mà đi ở trên chiếc thuyền giữa sông biển, mà cứ để tâm bị chi phối, khi mà chiếc thuyền nó bị sóng làm cho chồng chờn, ngã bên đây ngã bên kia, lúc đầu mình cảm thấy nó khó chịu, sao dần dần bị sai sóng và ối mửa chóng mặt. Cho nên cái vấn đề này, một người họ đi lâu năm, họ đi qua đi lại, đi tới lui trên thuyền rất là quen, cho nên kệ nó, con thuyền nó chồng chền chồng chền như vậy, nhưng mà tâm đừng có chồng chền thôi. Thì như vậy dần dần sẽ quen, không còn bị sai sóng nữa. Chúng ta sống giữa cuộc đời vô thường thăng trầm, chúng ta phải vậy. Nhưng mà đó là cái chuyện thăng trầm của cuộc sống kìa. Những vô thường ở đây đó là chúng ta phải hiểu là cái sự thăng trầm của cuộc sống. Sự thăng trầm có nghĩa là nổi chìm, có lúc nổi có lúc chìm. Cái sự vô thường đó là sự thăng trầm của cuộc sống. Còn cái vấn đề mà có lúc được khuyên nên động tâm chitta quê gác sát, chitta quê gác sát, là phải biết động tâm trước cái pháp vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta nói đến Sangwe Chaniyagatha, tức là những cái bài kệ mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết để chúng ta học các cái bài kệ đó, chúng ta đọc lên hiểu ý nghĩa để chúng ta động tâm. Khởi đầu là Sangwe Chaniyagatha Nagamathamulikamasathamu Najabiyang ekakulasathamu Sapasalokasasade Kaseese vathamu Yadidang adichata Yadidang chadukata Yadidang anatata. Có một pháp không để riêng cho
một người hay một gia đình hay là một họ tộc, và pháp đó là định luật cho cả chúng sanh, chư thiên và nhân loại, kể cả phạm thiên, gồm cả thiên giới, nhân giới đều phải bị. Đó là vô thường, và đi đăng ở đấy cho ta, và đi đăng ở nát ta, đó là tức là khổ não. Và đi đăng ở nát ta tức là cái trạng thái vô ngã. Khi mà chúng ta quán xét cái điều đó, đó thì chúng ta phải động tâm, tức là chúng ta phải cảm thấy, chúng ta phải khởi lên một cái trí tuệ được gọi là phát giác nhàn á, tức là kinh hải tuệ. Chúng ta phải biết sợ, biết sợ cái pháp hữu vi, sợ cái pháp hữu vi. Mà sợ pháp hữu vi rồi đó thì phải khởi lên cái trạng thái gọi là adi nó quá xanh nha, adi nó quá nhà nắng, tức là phải thấy cái sự nguy hiểm. Để rồi nibbana nhà ná sanh khởi, tức là yểm ly, tức là cái tuệ yểm ly. Rồi muôn chí túc ca mát câm dịch ta nhà ná, muôn chí túc ca mát câm dịch ta nhà ná, tức là dục thoát tuệ, tức là phải muốn thoát nó ra đi. Rồi mới đến cái patisankha nhà ná, tức là giảng trạch tuệ. Rồi mới đi đến cái chỗ mà Sankharupajñāna, tức là hành xá tuệ. Cũng giống như một người khi mà họ cầm cái nơm, họ chụp xuống cái vũng nước ở dưới ruộng, một cái vũng ở trên mặt ruộng, họ cầm nơm chụp xuống, thò tay vô đó, không có trúng nhầm con cá mà lại là trúng nhầm con rắn. Họ nắm cổ nó kéo lên, và khi kéo lên, kéo ra khỏi cái nơm rồi đó, người đó mới hốt hoảng là thấy con rắn, thấy con rắn. Và nếu như thấy con rắn mà con rắn cái đầu nó có ba khoang và hình tam giác đó, thì biết là rắn độc, cho nên nó thấy cái sự nguy hiểm, ai đi đâu phải thấy cái sự nguy hiểm của nó. Thì khi đã thấy sự nguy hiểm thì không còn cái sự quan hỷ, giống như bắt con cá có cái sự nhàm chán, chán ghét, thì cái đó gọi là nibbana. Mà khi đã chán ghét như vậy thì muốn cái tay không có muốn đấm con rắn đó nữa, và muốn ném nó thật xa, muốn ném nó ra đi. Cũng giống như vị hành giả, và khi thấy cái sự, khi thấy cái pháp hữu vi là vô thường, khổ đau, vô ngã rồi đó, thì bắt đầu khởi lên cái sự sợ hãi, là bị động tâm rồi. Vì thấy cái sự nguy hiểm của pháp hữu vi, nhàm chán cái pháp hữu vi và muốn thoát khỏi pháp hữu vi đó, tức là thoát khỏi cái thân ngũ uẩn này. Nhưng mà khi vị đó suy quán lại tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã nữa, thì lúc bây giờ tâm trở nên bình thản, cái tâm đã hướng đến niết bàn. Và nếu như có đủ duyên thì cái tâm hành,
cái tâm hành xả tuệ đó, cái hành, cái tuệ mà tuệ hành xả đó, đối với pháp hữu vi bất cảnh niết bàn, trước niết bàn mà thuận lợi thì đủ duyên thì sẽ tiến đạt đến thuận thứ tuệ, chuyển tập tuệ và đạo quả, đạo tuệ quả tuệ chính là luôn. Nhưng nếu có một cái gì đó trở ngại thì hoặc là không tìm thấy cái đạo lộ phía trước, giống như con quạ ở trên biển người ta thả ra để nó tìm bến bờ, khi mà nó đi nó thấy bờ thì nó bay đi luôn vô bờ, thì thuyền người ta sẽ bay theo cái, người ta sẽ bơi theo cái hướng đó, sẽ chuyển hướng con quạ nó bay mất hút đó, để ta đi vào bờ. Còn nếu con quạ mà không tìm thấy bờ thì nó quay trở lại, nó đậu ở trên cái vòng buồm, thì người ta cứ việc là cho thuyền đi tới, đi tới nữa, vân vân. Thì cái đó đó là cái trường hợp là khi mà quán thấy qua những cái bài kệ động tâm sanh quê cho đi với gà tha, quán thấy vô thường khổ đau vô ngã, hay là quán về sự chết vân vân, sape sata merisanti paranam tăng chi vi tăng, thì cái đó là phải động tâm. Nhưng mà ở trong bài, trong chú giải của cái bài kinh Itipuṭṭaka thì còn giải thích thêm cái chỗ này. Đức Phật ngài dạy hai pháp, một là phải động tâm đối với những cái sự kiện động tâm, gọi là sanh quê cho đi giá gà thà ni, đối với những sự kiện động tâm. Đối với những sự kiện động tâm đó là gì? Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ đọa xứ đục ngạ quỷ súc sanh Atula, cái khổ luân hồi quá khứ, khổ luân hồi hiện tại và khổ luân hồi ở tương lai. Phải nhìn thấy mấy cái khổ đó mà tâm nó chán, nó sợ, nó động tâm. Hoặc là phải thấy được đời là vô thường, đi đến chỗ bị diệt, đời là vô hộ vô chủ, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, đời là kiếm khuyết thiếu thốn, đồ lệ cho tham ái. Như vậy có 13 cái pháp gọi là động tâm, gọi là sanh quê đó đi giá gà thà, sanh quê đó đi giá thà ná. Rồi sau khi đã động tâm đối với các cái điều đáng động tâm đó, 13 điều đáng động tâm đó rồi, thì phải tinh tấn nỗ lực khẩn trương để viễn ly, để giải thoát. Chúng ta động tâm trước cái cảnh đáng động tâm đó chưa đủ, mà chúng ta cần phải có một cái ý thức khẩn trương, phải làm những gì cần phải làm, như là tu tập thiền định. Nếu mà thấy mình còn kém, mà bị phước, cho nên tâm nó không được có được tự tin, không có được yên lặng dễ dàng, tâm nó không được định, thì phải bố thí, phải trì giới. Nhất là trì giới, sau khi giữ giới cho cái tâm nó định, cho cái tâm nó an lạc, không có bị hối, không có bị nóng nảy, không có bị khổ do cái sự hối tiếc, ân hận. Sau khi giữ giới, thành tựu được cái gọi là giới tịnh, si lấy quy xuất thí,
mới bắt đầu thực hành để đạt đến cái trạng thứ hai là tâm tịnh, citta visuddhi, tức là thiền định. Sau khi đạt đến cái tâm tịnh thì mới đạt đến kiến tịnh, nitthi visuddhi, trạm thứ ba. Rồi trạm xe kế tiếp, ngài Buddha Mataniputta ngài nói rằng là khi đã đạt đến tâm tịnh thì mới đạt đến cái đoạn nghi tịnh, rồi đạo phi đạo tri kiến tịnh, rồi hành lộ tri kiến tịnh, rồi mới đi đến tri kiến thanh tịnh. Ở trong đó là 10 cái tuệ quán và 3 cái tuệ đắc chứng. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải hiểu trong cái trường hợp này, trong cái vế thứ hai đó là khi nói đến được khuyên ra động tâm qua các kệ ngôn động tâm đó, thì có nghĩa là khi mà chúng ta thường xuyên quán xét những cái lời dạy của Đức Phật về pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã, chúng ta tùy quán vô thường, tùy quán khổ não, tùy quán vô ngã, khi mà tâm, cái trường hợp đó là phải biết động tâm, tức là nhờ có sự động tâm đó cho nên chúng ta mới có cái ý thức khẩn trương để mà tu tập. Thì như vậy là cái lợi ích. Cho nên hai cái chuyện này nó khác nhau. Người Phật tử trước cái sự thăng trầm của cuộc sống, tức là trước cái sự vô thường của cuộc sống, là sự thăng trầm của cuộc sống, thịnh suy hưng vong, thì được khuyên là phải bình tâm, chớ để bị chi phối xáo trộn. Còn đối với trường hai là qua những cái sự kiện đặc tính về pháp hữu vi, cái trạng thái của pháp hữu vi là vô thường, khổ đau, vô ngã, hoặc là sự chết, hoặc là sự già, sự bệnh, hoặc là sự tái sanh luân hồi, khổ, vân vân, thì mấy cái đó sau khi quán xét là phải biết động tâm để mà tâm nó có một cái gì? Ý thức khẩn trương để mà tu tập ráo riết đạt đến đạo quả niết bàn. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cô thảo luận số 2. Và bây giờ còn vài phút sau cùng, xin cung kính Hòa Thượng Giác Đẳng chia sẻ đúc kết bài học này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Tề Sư rất nhiều với điều vừa rồi. Thưa quý vị, ngài Ajahn Chah đó, ngài có dạy rằng vấn đề khi chúng ta đi là không phải là chúng ta nên cố gắng kìm cái tay lái về phía bên phải hay bên trái, mà nó tùy vào cái xe của chúng ta, nó khuynh hướng nó trên về bên trái thì chúng ta kéo về bên phải, trên về phải kéo bên trái. Có khi thì chúng ta rất cần bình tâm, nhưng mà có lúc chúng ta rất là cần động tâm, rất là cần những cái xúc cảm cao thượng như là Hòa Thượng Thầy Sư vừa trình bày. Thưa vị, trở lại trong bài kệ ngày hôm nay, chúng ta tìm thấy hình ảnh mà ít khi quý vị nghe về điểm này. Chúng ta nghe rất nhiều về câu chuyện của Thánh Ni Kisagotami khi mà còn là một thiếu phụ, con mất, rồi đến xin Đức Phật cứu sống đứa con của mình, rồi đi gõ cửa từng nhà để xin học cải. Chúng ta nghe nhiều lắm. Nhưng mà khi chúng ta nghe câu chuyện này thì chúng ta lại không có được nghe cái câu chuyện ngày hôm nay mà Thượng Tọa Pháp Thân đã trình bày.
và Hòa Thượng Từ Siêu đã bỏ ra rất là nhiều thời giờ để nói thêm về ý nghĩa của cái tâm thái của chúng ta thế nào, gọi là nó xứng hợp với cái cảnh khổ của thế gian này. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rằng có những người trong cuộc sống vốn rất là mẫn cảm, dễ bị dao động, thì chúng ta cần dịch động tâm, chúng ta cần thì giờ để chúng ta có được một cái sự cảm nhận thực sâu sắc, thực rõ về cái bản chất thật cuộc sống. Nhưng rồi bên cạnh đó thì chúng ta phải hiểu rằng đôi khi chúng ta cần cái sự một cái gì đó mình nhận thức bén nhạy hơn, bởi vì tâm của chúng ta rất là chai lì. Rõ ràng trong câu chuyện này thì ác ma nghĩ rằng Thánh Ni Kisa Gotami đã có một cái giai đoạn, một thời trong cuộc sống mà giai đoạn đó đó là bị chao động, khổ sở đến cùng cực khi mà đứa con duy nhất, đứa con là niềm tin yêu của mình, là hy vọng của mình, là niềm hãnh diện của mình, là hạnh phúc của mình, là cái gì đó mà được mọi người ở trong gia đình bên chồng quý trọng mình, bây giờ đứa con đó bất ngờ ra đi. Và với cái tình thương vô cùng của một bà mẹ với một cái điều mà phấn đấu không biết mệt mỏi, đã bồng đứa con đi nơi này sang nơi khác để mong rằng có một phép màu nào đó, có một thần ý nào đó để cứu sống được đứa con của mình. Thì ác ma đã nghĩ đến cái biết chuyện đó và đã tìm cách khơi lại chuyện đó để khơi lại cái vết đau của quá khứ. Nhưng mà điều này hoàn toàn thất bại bởi vì lý do rất đơn giản là Thánh Ni là một người đã vượt qua hai thứ. Đó là hỷ tham, ở đây dùng chữ hỷ tham để nói lên lên cái ái và cái bóng tối. Bóng tối ở đây dùng một cái khối bóng tối vô cùng, vô tận, đó là chỉ cho vô minh. Một khi vô minh và ái không còn đó, thì đối với một người như vậy đó, thì quá khứ nó không còn là nỗi đau nữa. Có kể lại, có lặp lại, có nhắc lại, có nhớ lại thì vẫn bình thản thôi, tại vì đã vượt qua điều đó rồi. Và thưa quý vị, điều này đó cũng là một cái định hướng mà tất cả người con Phật đều được Đức Thế Tôn Ngài chỉ dẫn. Đó là con đường thoát khổ là con đường đoạn tận ái dục và vô minh, là con đường thắp sáng tuệ giác nội tại, là con đường mà tâm tư của chúng ta đủ sáng, đủ vững vàng để đối diện với bất cứ nghịch cảnh nào. Cũng tương tự như là người chúng ta nghe một chuyện ngụ ngôn rất là quen thuộc. Một vị vua thời xưa, một hôm đi dạo trong vườn, bỗng nhiên đạp một cái gai, và thời đó mọi người đều đi chân không, đạp gai chảy máu, và vua nghĩ rằng làm sao cho cả cái ngựa viên này để bảo đảm đi êm ái mà không bị đạp trúng gai. Và nhà vua nghĩ đến chuyện là đem da thuộc, tức là những tấm da bò, da trâu trải ra khắp nơi hết. Nhưng mà một vị quan đại thần đã nói rằng, muôn trâu thánh thượng, chúng ta không thể đem cái da bò trải khắp cả thế gian này, mà thay vào đó chúng ta nên cắt một mảng da bò vừa cái chân và tạo nên một chiếc dép để có thể mang đi đó đi đây, nó sẽ an toàn hơn. Và sự chào đời của chiếc dép dài là vậy. Chúng ta không biết chuyện thật hay giả, nhưng mà rõ ràng thay vì trải cả thế gian này bằng tấm da bò thì chúng ta hãy có một cái đôi giày cho đôi chân của mình. Bởi vì sao? Cái cách suy nghĩ đó hợp lý hơn. Cũng tương tự như thế, chúng ta không thể biến cả trần gian này là không có những cái cạn huống vô thường, khổ vô ngã. Nhưng mà chắc chắn rằng với một cái nội tâm đủ vững mạnh, đủ sáng suốt thì chúng ta sẽ vượt qua đau khổ. Và bài học của Thánh Ni Kisa Gotami trở thành một hình ảnh, một cái ấn tượng muôn thuở về một con người đã vượt thoát sự đau khổ nhờ cái lời dạy của Đức Phật. Và cái ánh sáng đó nó cũng là một cái gì đó mà tất cả chúng ta gọi là tuệ giác, là cái gì mà chúng ta mong mỏi sẽ được thành tựu, hoặc giả là hiện tại hay là đời sau. Và thưa quý vị, khi mà đọc lại những câu chuyện này, nếu chúng ta lắng nghe thật kỹ thì
chúng ta tìm thấy ở đó rất nhiều ý nghĩa cho cuộc sống hôm nay cũng như trong một luân hồi. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn thắng pháp tốt yếu và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn sư. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân điện tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiên nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng hòa trị nhân. Sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa
lưu